Bạn thức dậy trong cái khoang nhỏ tí của mình và nhấn nút mở cửa khoang. Lam, đồng đội của bạn đã thức dậy và đợi bạn đến trợ giúp anh ấy trong phòng máy. Hai bạn cùng nhau đi dọc hành lang của con tàu và nói chuyện phiếm. Rồi chuông báo động kêu và cắt ngang cuộc trò chuyện của hai bạn. Cả hai bắt đầu lao về hướng phòng máy. Bạn nhìn xung quanh và thấy một cái lỗ lớn trên một thùng chứa heli lỏng, như thể có một vật nào đó nổ tung ngay bên cạnh. Thứ chất lỏng lạnh lẽo đổ xuống sàn rồi đóng băng ngay tức thì. Lam chạy đến tủ đựng để lấy một bộ đồ bảo hộ, còn bạn thì phát hiện ra một bóng đen đang lướt khỏi phòng qua cửa sau. Bạn chạy theo cái bóng và đi vào một phòng lớn khác. Sau khi rẽ vài lần, bạn gặp ba thành viên phi hành đoàn khác, tím, vàng và lục. Họ đang tranh cãi về điều gì đó, nhưng tự dưng im bặt khi thấy bạn ở hành lang. Bạn hỏi họ có thấy ai chạy ngang qua không, nhưng họ đều lắc đầu. Tuy nhiên, bạn nhận ra một trong số họ đang nói dối. Ai vậy? Là Lục. Hãy nhìn đôi giày của anh ấy kia, có dấu băng chưa tan hết. Chắc hẳn anh ta đã dẫm lên heli lỏng. Bạn buộc tội Lục vì hành vi phá hoại, nhưng anh ta quay người bỏ chạy. Bạn và hai người còn lại đuổi theo, nhưng Lục đột nhiên biến mất sau khi rẽ hướng. Bạn hoang mang nhìn xung quanh và để ý thấy cánh cửa phòng thí nghiệm đang khép hờ. Bạn tiến đến và dùng chân đẩy cửa ra, nhưng chưa vội bước vào. Từ bên ngoài, bạn có thể nhìn thấy những mảnh thủy tinh rơi vãi khắp sàn. Bạn bước vào trong, cảnh giác và kinh hãi há hốc miệng. Cái bể kính cường lực đã vỡ tan tành. Sinh vật lạ mà bạn tìm thấy một tuần trước đã trốn thoát. Bạn liếc mắt khắp phòng thí nghiệm và thấy có gì đó rất lạ. Chính xác đó là gì? Hãy nhìn xuống ngay dưới chân tường, giữa những bụi cây ngoài hành tinh kia. Đó không phải là ngọn mầm mà là bàn tay người. Bạn chạy đến đó và kéo cái tay ấy ra. Đồng đội của bạn là Lục, đang nằm bất tỉnh giữa đám cây. Sinh vật nọ có lẽ đã tấn công anh ấy từ phía sau và hạ gục anh. Nhưng rồi bạn nhận ra hình như lúc nãy nó đã ngụy trang thành Lục. Bạn bảo Vàng và Tím đưa Lục đến phòng y tế trong khi bạn đi tìm sinh vật kia. Lam bực tức đi cùng bạn. Anh ấy đã xử lý sự cố rò rỉ. Khi bắt đầu bước đi thì có một tiếng ồn lớn hút lấy sự chú ý của cả hai. Bạn chạy đến nơi phát ra tiếng ồn và hình như nó đến từ phòng an ninh. Bạn đi vào trong và thấy căn phòng tối om, trống rỗng, chỉ có một dàn màn hình ở trên tường. Nhưng bạn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hãy nhìn vào các màn hình và tìm ra vấn đề nào. Nhanh lên! Đúng vậy, màn hình bên phải ở hàng giữa đang phát đi phát lại cùng một cảnh. Bạn nhận ra rằng màn hình này hiển thị hành lang dẫn đến cây cầu. Sinh vật kia muốn kiểm soát con tàu rồi. Bạn và Lam vừa tức tốc chạy đến đó vừa gọi các đồng đội khác. Bạn gặp Vàng và Tím ở gần cửa dẫn ra cầu. Bạn bước vào, nhìn xung quanh và chờ đợi một cú tấn công bất ngờ. Đột nhiên, đèn đóm vụt tắt. Bạn nghe thấy tiếng thở hổn hển và một thứ gì đó nặng rơi xuống sàn. Khi đèn bật sáng trở lại thì bạn nhìn thấy Tím nằm bất tỉnh ở trên sàn. Nhưng đâu có ai khác ngoài bốn người các bạn ở trên cầu đâu. Bạn có thể tìm ra kẻ đã đánh gục Tím không? Đó là Lam. Nhìn kìa, bàn tay phải của hắn chỉ có ba ngón. Hẳn là hắn đã biến đổi bàn tay để đánh vào đầu Tím, nhưng lại quên biến hình trở lại như cũ. Bạn và Vàng đứng cạnh nhau, theo dõi cử động của Lam. Có vẻ như đây là cuộc đối đầu cuối cùng giữa bạn và sinh vật kia. Nhưng rồi, có thứ gì đó từ bên ngoài đã đâm vào tàu vũ trụ. Bạn mất thăng bằng và ngã nhào xuống sàn. Khi ngước mắt lên nhìn Lam một lần nữa, bạn thấy anh ta đang đứng và mở to mắt vì sốc, nhìn chằm chằm vào khoảng không nằm sau màn hình phía trước của con tàu. Bạn hướng theo ánh mắt của anh ta và thấy một con tàu vũ trụ khác. Bên trong có hai sinh vật trông giống y hệt sinh vật mà bạn tìm thấy trên hành tinh xa xôi mà bạn đã tới một tuần trước. Ánh mắt của bạn chạm ánh mắt của Lam và bạn cảm thấy như có thứ gì đó đang kéo mình về phía trước, càng ngày càng nhanh hơn. Rồi bạn nhận ra mình đang bị cuốn vào vòng xoáy ký ức của sinh vật đó. Bạn thức dậy và không thấy gì ngoài bóng tối xung quanh mình. Đó không phải là hang động ấm cúng của bạn. Có kẻ đã đưa bạn đi xa nhà rồi. Bạn đứng dậy
và đi xung quanh xem xét nơi mình đang ở. Nó giống như một cái lều không có cửa ra vào hay cửa sổ, chỉ toàn các bức tường, sàn và trần. Tất cả đều được làm bằng đá nguyên khối, còn có vài cái cây mọc lên khỏi tường nữa. Nhưng chắc chắn phải có lối ra chứ. Hãy xem liệu bạn có tìm ra không nào. Đây rồi, chính là mảng cỏ nhỏ ở đằng kia. Thấy không, nó đang đung đưa như thể bị gió thổi. Hẳn phải có không khí thổi ra từ đó. Bạn nhanh chóng tới chỗ ấy và chạm vào tường. Một khối đá chuyển động và cả phần tường trượt lên trên. Bạn đang ở trong một hành lang dài, lờ mờ sáng. Bạn chạy về phía trước nhanh hết sức có thể, rồi thấy một bức tường bằng kim loại có cửa và bảng điều khiển an ninh ở bên cạnh. Bạn kéo tay nắm cửa, nhưng rõ ràng là nó đã bị khóa. Bạn biết loại bảng điều khiển này. Bạn cần đưa một cánh tay hoặc chân của mình vào ba khe màu theo đúng thứ tự, và bạn chỉ được làm vậy một lần với ổ khóa kiểu này. Bạn phát hoảng khi nhìn thấy thứ gì đó bị chảy xước bên dưới bảng điều khiển. Nó là tờ giấy có nội dung: lam không phải cuối cùng, đỏ đầu tiên, vàng dối trá. Bạn cảm thấy có tinh thần hơn và cố đoán mã. Vậy mã là gì? Đầu tiên bạn đưa cánh tay vào ô màu đỏ, sau đó vào ô màu vàng, và cuối cùng là ô xanh lam. Cửa trượt mở ra, bạn thở phào nhẹ nhõm. Bạn đã đúng khi nhìn vào màu sắc của vết xước. Nhưng rồi chuông báo động vang lên, đèn đỏ nhấp nháy ở phía trên đầu bạn. Bạn chạy xuống hành lang tiếp theo cho đến khi tới một cái hầm. Bạn nhìn thấy một cái thang phía trên mình, nhưng dường như không có cách nào để hạ nó xuống. Bạn nghe thấy giọng nói từ đằng sau: không thể lãng phí thời gian nữa, làm sao để mới tới thang bây giờ? Những ánh chớp đỏ đã giúp bạn. Mỗi khi có ánh sáng, bạn sẽ nhìn thấy một cần gạt vô hình ở bên trái. Khi ánh chớp lại xuất hiện, bạn kéo cần gạt và thang từ từ đi xuống. Bạn không đợi nó hạ xuống hết cỡ, mà cứ thế nhảy, leo lên và kéo một cần gạt khác trên đường đi của mình. Thang trượt lên trên. Điều này chỉ ít sẽ cho bạn thêm chút thời gian để trốn khỏi những kẻ đuổi theo. Bạn trèo lên thật cao và dùng hết sức lực để đẩy cái cửa sập. Nó bay ra ngoài và bạn bỗng thấy mình đang ở giữa một sa mạc. Bạn đóng cửa sập lại và bắt đầu chạy. Không cần biết là đi đâu, cứ càng xa khỏi đây càng tốt. Bạn chạy, trượt, ngã, đứng dậy và tiếp tục chạy. Bạn cứ di chuyển như vậy cho đến khi kiệt sức và ngã quỵ trên mặt đất nóng bỏng. Bạn ngất liền đi và thế giới mờ dần. Sau đó, bạn thức dậy trong một cái bình thủy tinh kỳ quặc và có một sinh vật mặc bộ đồ màu xanh lục đang đứng quay lưng về phía bạn. Bạn dồn hết sức bình sinh, xô đổ cái bình cho nó vỡ và thoát ra khỏi đó. Sinh vật màu xanh lục quay lại trong sự ngạc nhiên, nhưng bạn đã tấn công nó, chiếm lấy hình dạng và ký ức của nó. Vậy là bạn đang ở trên một con tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh. Bạn phải giành quyền kiểm soát nó để trở về nhà. Bạn cảm thấy bị kéo rất mạnh một lần nữa, và tâm trí của bạn đã về lại với cơ thể thật. Bạn nhìn Lam và thấy ánh mắt khẩn cầu của anh ấy. Bạn nhìn những sinh vật trong con tàu vũ trụ kia, rồi quay qua Lam và gật đầu đồng ý. Được chứ, bạn sẽ giúp sinh vật này về nhà.